À, khúc ngã ngã Quay ba Bến Tre mọi người ơi, xỉn quá mọi người ơi. Ba nha. À, rồi. Khúc đạt lên lên đường các bạn. Đây là bà tử các bạn. Lấy này hả? Ừ. Rồi miếng sao đi sao làm sẵn rồi giờ mình chỉ sao đó. Ừ, bà có cần lột lột sơ không không? Không khỏi không biết. Biết chánh người về quê. Nói chung anh cũng biết làm mà là họ kệ để qua quay clip chứ mà con mình anh từ sáng làm đâu quay clip gì được đâu bởi anh thiệt chứ đi phút kinh phút đi còn được hai người còn hỗ trợ còn có ekip đoạn còn anh thiệt chứ đi là tự biên tự diễn nhưng mà sáng này cũng có làm mà không có quay được gì hết á. Đây giờ qua phút bên kinh người về quê qua phụ mình chế biến nha các bạn món bò tử. Chắc rồi hả? Ừ, chưa. Tại ở đây thì nó không có độ đồng chứ nếu mà qua bên Phú Đông thì tôm cá thiên nhiên không khỏi nói. Còn mấy clip mình quay thấy hấp dẫn. Làm mấy clip lên bên Phú Đông không á? Mà từ đây qua bờ chạy qua khoảng khoảng nếu tại mình đi phà nó lâu chứ nếu mà không phà thì nửa tiếng người ta tới à. Nay có rủ anh gì không? Ninh gì đó. Ninh hả? Nó cũng không biết nhậu sáng có kêu ra em đem qua cho anh mấy con chuột tại nó bển nó bắt chuột này kia kêu anh đem mấy chuột qua cho anh đi nó là không được rồi em mất cái chuyện bữa hổm nó đặt con chuột mà vô bẹp bẹp mới ghê chứ này cái cảnh đó mà thiệt chứ mà không có quay được đặt chuột mà dính bẹp bẹp dính bẹp có ăn sắp không không nó đặt bằng dừa nha đặt chuột vô dính bẹp bẹp rồi xong á kêu ba Phi qua lấy ba Phi qua đem về hầm xã nghe chính ơi cái hồng quẹt lên nhà tên nó phúc lên bàn thờ tự nhiên đi cạn qua không được để nước lớn con quay chứ giờ xe cạn nhất sao đi xe cổ đâu đi. À có nước suối đâu mấy. Ê. À, dạ. Nếu mà mình thì mình kia ba chẳng với ba mình không biết. Cái clip chừng 20 phút, 30 phút là được rồi. Ủa dạ, nhưng mà khúc mà mình tạo kênh mình đăng ký cái clip mình dưới 10 phút mà mình nhiều khi lâu lâu mình quay clip 40 phút nó có ảnh hưởng gì không ta? Không nhầm gì. À. Lại tiếng tiếng lại tìm tiếng mấy đó là sao à. Đây là phút giờ mà chuẩn bị xé gà nha các bạn phút kinh người nhà quê nha đó, nếu mà các bạn vô xem clip này chưa tương tác với bạn Phúc thì cứ giao lưu nha các bạn cùng nhau phát triển trả lại là trả hai đồng ký luôn á. Cái này bà chị thứ ba mình đang bà xài các bạn xào gà bắp lõi xài anh nói chung là anh đi quay clip là đọc mã của mình anh bển có thằng em vợ mà mấy nó không có chịu hợp tác với anh gì hết á đây nó cũng vậy em cũng đâu nói chuyện gì hết em ghẹo mới nói anh không nhưng mà đi dù gì cũng đi cũng có hai người ekip đầu phụ này kia còn giống như là sáng thật đó cũng có mấy clip làm đi chợ này mà mình anh không có làm được gì hết rồi không có quay em là ba người lớn đây có mình anh mà ngày nào cũng về sau một thời gian chờ đợi giờ đã có mồi các bạn giờ dọn lên bàn mà là không có mấy anh em à cậu hay không không mấy ông kia không đi nhậu
Đó là Đạt nha các bạn. Đạt cũng cùng kinh người nhà quê luôn. Thì nãy là chưa quay Đạt, tại từ nãy giờ Đạt đầu bếp chính. Mới làm xong. Giờ nhậu thôi. Rồi giờ lên chợ đêm đi. Tí cả. Này qua nhau luôn với anh Ba Phi Mì Trường. Đó là kinh người nhà quê các bạn. Các bạn nếu mà vô xem clip này có chưa có tương tác với kênh người nhà quê, ghé ủng hộ tương tác kênh người nhà quê uy tín đó nha các bạn. Giờ là tiết ca. Trên đường đi lấy sương đầu năm qua một thăng đường loại mơ hầm đồng người may nhiều được máu trong vui cùng thân ở ta cùng nhau đón thêm mùa xuân xuân dù thay đời Thank you.
ôm nàng nhẹn vào tay. Nhìn vừa để đứng trong tay, ôm nàng đẹp vào tay. Để hướng từ chân thần độc mạnh. Nhìn vừa để đứng trong tay, ôm nàng đẹp vào tay.
mà cứ đó, tính mà hoài sao? Tính hoài đâu được giờ em mới góc nữa nè là em xin nghỉ rồi nhưng mà giờ em góc nữa đó, rồi đó. Chừng nghỉ nhưng mà giờ em với anh tụi con qua đây chơi Zalo còn đó thì ai biết đâu nó chúc mấy anh với anh em đây nhưng mà cái kết là em xử lý xong rồi Loan nãy nói hết kết khỏe có sức khỏe là có sức khỏe có sức khỏe nhưng mà còn đâu có nhiêu đó anh ơi đúng ly nữa rồi mấy thằng hết cả nước luôn đi tụi con qua chơi nay đi giao lưu với ba giờ còn thấy được cầm ông quay em quay cái đoạn này để anh em cầm vậy được rồi rồi anh cầm là chuẩn luôn á hết rung rồi sáng thiếu bia rung nói chung là rồi nè nè tụi em rất là nhiều ok tụi em qua anh mà nói chung là nay là qua chơi là nhiệt tình buổi tiệc chào cũng tàn nha các bạn bây giờ là quanh nhà quê cũng xin phép là đi về bản tỉnh nói chung là nhà quê xin rồi không phải là xin mà phải chơi thời gian nghe phúc dạ anh với rồi đúng thế này rồi để uống với bác này đá ở vậy đi bác hiểu anh thấy chưa anh thấy chưa anh thấy chưa ăn nhậu sao vậy ta đó ăn nhậu sao vậy ta đó dạ con dạ bác có đúng bài không anh muốn tặc lại cái áo đen rồi cũng nhân dịp đây chúc anh vô nhà sức thôi anh cảm ơn nhiều anh chúc anh sức khỏe thôi anh em không anh nói chung là chúc sức khỏe thôi sức khỏe thôi sức khỏe mới làm ra tất cả anh sao anh cũng chúc em vậy nhưng mà sang năm thì có thêm một người nữa là anh chúc tâm lòng hạnh phúc trước đây rồi ok cảm ơn cảm ơn chúc tôi sang sang năm có một thành viên không đẩy tôi cái có người nữa coi mời chị tôi không có đâu qua tôi kiếm mà nào là nói chung có thành viên là anh là alo
phải kiếm cho ông đại. Rồi rồi để anh ông chúc tôi sao mà có một thành viên là năm kênh năm mới đó. Rồi à, ông chúc sao kênh Phúc thì chứ dù chừng nào mà bật được chiếc cầu kiếm tiền là alo anh qua bản nha. Tôi chưa có nè, ông bạn tôi chưa có nè, tôi chưa có tiền kiếm màu vàng gì đó. Ok, ok mọi người ơi. Vô. Ok, happy new year. Rồi nếu mà anh có chế độ bật kiếm tiền là cũng alo phải qua nha. Thích đến đâu em sát bên. Tà đã cái già biết đừng đi nước bước hết rào. Rồi. Ủa khổ luôn à. Có càng nước càng tình càng nghĩa mà. Đây, em biết gì không? Chút để tiễn ra khúc ra đứng với mình quay đám cưới nè. Ủa anh nói với em luôn hả? Rồi cuộc vui nào cũng tặng các bạn. Bây giờ là kinh tiền quê xin phép địa bản nha các bạn. Bây giờ mình quay để tiễn kinh người nhà quê về bên Bến Tre. Đó đó là Đạt Nguyễn nha các bạn. Đen này nha. Cũng là chung kinh người nhà quê luôn. Nói chung là uống nửa cái này nữa là mình kết thúc nha. Kết thúc em đi về em còn về Bến Tre nữa. Anh Bến Tre dòng trơm. Dòng trơm ba ti Bến Tre. Rồi. Tiễn bạn lên đường mà. Rồi. Con xin phép bác rồi, con muốn được cái này nữa con nghỉ luôn nha. Chứ mà hết rồi, nếu mà còn nữa thì con giúp bác cái nữa. Thôi được rồi. Dạ. Nhưng mà con đẹp. Còn dài chứ đâu phải dài dạ. Bữa đâu. Bể cái không phải con đẹp. Mẹ cái nó thôi chứ mà mẹ thả mà chưa xì gà ông. Mới nhét vô cấp chứ còn nếu xì gà dục chứ không rồi. Thả nóng chút xíu tôi chưa bắn tôi thạch cho. Đúng không? Thả đi phải dài hơn mới chịu. Rồi giờ Phúc với Đạt em về Bến Tre nha các bạn. Kinh người nhà quê giờ về Bến Tre. Bye bye bác. Bao phi mình vô. Rồi. Qua bao phi nhậu xỉn quá vậy. Rồi đó. Ba phi cũng tới trưởng rồi hả? Ông không biết tới trưởng chơi nhưng mà người nhập qua là tới trưởng lại. Không thấy cũng được. À mà con về được. Rồi giờ Đạt với Phúc về Thuận Lộ Bình An nha. Bây giờ Đạt Phúc chuẩn bị lên xe các bạn. Hả? Ghế trống luôn đó. Ok. À bỏ đây luôn rồi luôn hả? Xong rồi giùm. Nè. Rồi. Rồi nó hả? Nó chú ngoài đúng tôi. Đây nó chú ra tới tôi. Anh em đi có chiếc xe cua bắp nè. Tại cua bắp gì ngon xe này anh sao bằng 110 này có 100 con khối vậy? 110 chứ chạy đâu được nhiều đâu. Chạy 20 à. Chạy nhiều quá té. Sảnh này. Anh đợi tao quay. Mấy cú cú này nó không có nhạc mà để. Chạy. Rồi anh tắt đi anh tay ơi. Rồi Đạt với Phúc lên đường nha các bạn. Quay không? Quay luôn rồi. Giọt đi anh quay qua khúc ngã ba. Quay Bến Tre mọi người ơi, xỉn quá mọi người ơi. Quay nha. Rồi. Phúc Đạt lên đường các bạn.